Chào mừng các bạn đến với Buổi Channel, nơi cập nhật các tin tức và những câu chuyện mới nhất để truyền tải đến các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hãy nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Phần 2, mỗi lần ra đường, Đại ca Thay và Băng Du đãng lại một phen khiến người đi đường khiếp vía, như một gã con trời thứ thiệt. Đại ca Thay chiếm trệ trên băng trước chiếc Mustang Mui Trần Do Nam công lái, có cả chục tên đàn em phóng xe máy theo sau hộ tống, xe chạy xả ga, hú còi vô tội vạ khiến mọi người hốt hoảng chạy giặt sang hai bên đường trong khi đám lưu manh tha hồ vô tay cười hô hố có lúc cao hứng đại ca thay còn thượng cả hai chân ra trước kính xe hoặc thò ra bên cửa hông gỏ thùng xe loạn xạ sự ngang ngược coi thường luật pháp của đại ca thay khiến những kẻ tai to mặt lớn và cảnh sát ngụy hết sức tức tối nhiều lần tống cổ đại vào khám nhưng bắt cóc bỏ đĩa chẳng lần nào cảnh sát đủ bằng chứng để giam giữ hắn lâu đành phải thả dùng luật không xong nhiều quan chức ngụy tìm cách mua chuộc hắn biết đại ca thay đang tuổi quân dịch viên tướng cao bồi nguyễn cao kỳ có lẽ do muốn chơi trội Ben cho gọi tên Du Đãng đến. kỳ phủ dụ, tôi biết anh là người có trí, nhưng luật là luật, anh không thể trốn mãi được đâu. Về làm vệ sĩ cho tôi, anh vừa khỏi đăng lính, lại vẫn có quyền hành. Muốn đi đâu làm gì mặc sức mà khỏi bị ai thu oán, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, ba ngày nữa trả lời tôi cũng được. Tên Du Đãng ít học đời nào chịu suy nghĩ những ba ngày, kỳ chưa dứt đại ca thay đã trả lời luôn. Dạ, cảm ơn thiếu tướng đã có thịnh tình chiếu cố, phiền nỗi tôi đi đâu cũng có cả chục gạc đờ co hộ tống giờ tôi lại làm gạc đờ co cho người khác không lẽ để cho tụi nó thất nghiệp tướng dâu kẽm bầm mặt nhưng vẫn ngọt nhạt làm vệ sĩ của tôi anh là nhân viên công lực của quốc gia danh giá đâu kém cạnh gì ai là quý anh tôi mới bảo thế chứ nếu cần vệ sĩ tôi đâu thiếu người giỏi đại ca thay vẫn ngổ ngáo dạ xin lỗi tôi không hầu thiếu tướng được sau nguyễn cao kỳ đến lượt tướng sáu lèo nguyễn ngọc loan giám đốc nha cảnh sát đô thành tuyên bố đặt giang hồ ra ngoài vòng pháp luật tướng sáu lèo cho mở trung tâm bài trừ du đãng đặt ở bên kia cầu bình triệu quận 9, và lập biệt đội hình cảnh nhằm tiêu diệt giang hồ do đại úy trần kim chi làm đội trưởng theo lệnh sáu lèo biệt đội hình cảnh được bắn bỏ bất cứ tên giang hồ nào trên đường phố nếu chúng gây án và chống lại cảnh sát sau một thời gian hoạt động biệt đội hình cảnh vẫn chỉ tóm được một số tên du đãng tép diêu tướng sáu lèo bèn quay sang tìm cách mua chuộc đại ca thay hòng dĩ độc trị độc đính thân mã xâm nhân phụ tá của tướng sáu lèo đến gặp đưa giấy mời của ngài chuẩn tướng nguyễn ngọc loan cho Đại ca thầy, cùng một đàn em, đại ca thầy có mặt y hẹn, Nguyễn Ngọc Loan ra giá, tôi sẽ nhận anh vào chức vụ đại úy phó ty cảnh sát quận 7, anh được toàn quyền hành động, nhưng phải giúp tôi tiêu diệt hết đám lưu manh du đảng. Đại ca thầy từ chối, tôi xuất thân du đảng, làm sao có thể quay lưng diệt du đảng được? Nếu tôi nhận lời, du đảng không chém, tôi cũng chết vì thân bại danh liệt. Nguyễn Ngọc Loan hạ giá, anh không muốn nhận, tôi không ép, nhưng anh phải giải tán băng nhóm, không được lộng hành đại ca thay đồng ý với điều kiện để cho y và đàn em toàn quyền làm ăn và cai quản khu cảng sài gòn khánh hội khu vực chợ vựa cầu muối và hai bên bờ kinh tẻ thấy tên giang hồ cứng đầu nguyễn ngọc loan nổi đoá tôi lệnh cho anh giải tán hết nếu không giang hồ du đãng sẽ không còn đất sống đại ca thay trả lời giang hồ không có vua tôi đâu có ra lệnh cho các băng khác được cuộc mặc cả kết thúc tiếng tăm đại ca thay nổi như cồn trong giới giang hồ vì dám vuốt dâu kẽm tướng nguyễn cao kỳ và từ chối chức tước của nguyễn ngọc loan ban cho đại ca thay càng vênh váo hơn nhưng chính bằng sự nổi tiếng ấy đại ca thay đã tự ký cho mình bản án tử hình quá ngạo mạn đang đang là giai đoạn cực thịnh của băng ca thay đại vẫn tiếp tục lộng hành không chi ngổ ngáo với tướng sáu lèo trong công việc đại ca thay còn công khai qua mặt và thách thức viên tướng này trong cả khoản ăn chơi chẳng thèm lưu tâm gì đến sức nặng của cái lon chuẩn tướng và trọng trách chip ngành cảnh sát mà nguyễn ngọc loan đang nắm giữ vào thời điểm đó sài gòn ngập tràn trong không khí sống gấp và hưởng thụ không cần biết đến tương lai một trong những mốt thời thường của các nhà buôn giàu có, các sĩ quan Nguyễn Hà hoa, các công tử con nhà ra thế là công khai có nhân tình nhân ngãi hoặc cặp bồ với ca ve, nghệ sĩ trẻ đẹp, đường đường là một vị tướng, Nguyễn Ngọc Loan đâu thèm để mắt tới các cô ca ve, ca sĩ phòng trà bình thường. Người ta thường thấy ông tướng độc nhẫn thường xuyên có mặt tại vũ trường Olympic trên đường Lê Lợi vào mỗi tối thứ bảy. Tại đó, Nguyễn Ngọc Loan là chủ nhân của một vưu vật, ca sĩ Phương Dung nổi tiếng xinh đẹp và quý phái, người được mệnh danh là con nhạn trắng gò công, lấy vũ trường này làm đất biểu diễn mỗi lần đến thăm tình nhân viên tướng sách theo cả chục tên vệ sĩ thuộc hàng thiện xạ cũng nổi tiếng ngổ ngáo và chịu chơi phóng xe jeep bạt mạng với những đường cua cong lề bạt phố đạp phanh cháy cả mặt đường olympic cũng là chốn mà băng đại ca thay thường xuyên lui tới hơn thế nữa thủy tàu tài bán vũ trường olympic còn là một mối rất khoái đại ca thay khác với viên tướng và đám lâu la bụi bặm đại ca thay thường lướt trên một chiếc chevrolet có gắn điều hòa không khí choáng lộn và êm du nhẹ nhàng bơi đến cửa vũ trường loại xe đó cả sài gòn chỉ có giam ba chiếc so với đám vệ sĩ với lương lính còm cõi đại và băng ca thay luôn sẵn sàng xài lớn rút tiền chẳng bao giờ đếm người ngợm cùng kèn hơn dĩ nhiên là được các em ca ve ở đây săn đón nồng nhiệt hơn nhiều bị gác kèo đám vệ sĩ tức lắm nhiều lần hậm hực nhưng đại ca thay và đám đàn em vẫn phớt ăn lê coi như chuyện tép một tối đại và khoảng chục đàn em trong đó có lâm chín ngón và lành cầu muối một tay cảnh sát ăn dơ với giang hồ kéo đến olympic từ khá sớm thấy các đàn anh đám ca ve díu dít túa ra vây lấy bá cổ níu tay chi chóe cả gian ba trên lầu hai cả đám vui vẻ mới chừng nửa tiếng cánh cửa lại xịt mở đám vệ sĩ của sáu lèo không có chủ tướng đi cùng sộc vào cũng cỡ trục tên ngồi chờ cả 15 phút đám vệ sĩ vẫn không thấy cô ca ve nào đến săn sóc trong khi đó ở mấy bàn bên vẫn liên tục vọng sang tiếng cấu véo dỡn hớt giúp rích của băng ca thay với đám ca ve như thể trêu người nổi cáu cả đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau và đứng bật dậy thiếu úy hải một tay nổi tiếng thiện xạ tiến sang đứng đối diện với hải súng của băng ca thay, hất hàm, vui vẻ quá hả, sang vớt mấy em chứ, để bên này ngồi không, coi sao đặng. Vẫn không buông vai cô đào nhí, hải súng hất mặt, đâu có được, đến trước có phần trước, châu chậm phải uống nước đục, trách gì. Viên thiếu úy gườm gườm, đưa tay vào bụng đặt lên báng súng, đừng chơi quê tụi này chớ, thì đã sao, hải súng hết mặt lên, lúc này băng ca thay và đám ca ve cũng đã ngưng đùa giỡn, ngẩng lên thủ thế, được khích lệ, hải súng tiếp thịt người tanh không ăn được, đừng dọa nhau, tụi này không thích. Bị khiêu khích, mắt thiếu úy hải vặn lên, hắn sấn sổ chụp lấy tay cô đào nhí kéo về phía mình, tuyên bố, không thích cũng bắt. Sợ hãi, cô ca ve thét lên, không nói không rằng, hải súng với ngay chai black and white trên bàn dáng thẳng xuống đầu đối thủ, phản xạ nhanh, thiếu úy hải vội buông cô ca ve nhảy vọt sang một bên và móc súng, hai băng sông vào nhau, bàn ghế ly tách bay tứ tán, đột nhiên, đại ca thay hét lên, tụi nó chơi súng rút tụi bầy, phẳng 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 ẩm đại chưa dứt câu gian đèn phe lê đã rơi ụp xuống sàn vỡ tung tóe đồng thời một viên đạn cũng nhằm đầu gối đại gam tới xô y gục xuống hải súng vội xô tới xốc đại lên bỏ chạy trong băng chỉ có hải và lâm chín ngón rắt súng theo cả hai cũng vội móc ra bắn loạn xạ lâm chín ngón gào lên anh em rút đi để tôi lo lúc này đám ca ve bồi bàn đã hoảng hồn bỏ chạy hết thủy tàu khá nhanh trí vội chạy bổ vào trong sập cầu giao điện bóng tối chụp lấy vũ trường đã hỗ trợ cho băng ca thay bỏ chạy bị thương đại ca thay khó khăn lắm mới được hải súng và ngân pocon dìu được xuống lầu và kéo thẳng ra đường lúc này lành cầu mối cũng vừa vặn chờ chiếc mustang tới hốt cả bọn lên xe chạy thẳng lâm chín ngón chạy sau cùng sau khi nhà hết đạn y cũng vội đu cửa số phóng xuống được tạ thu thâu cắm đầu chạy luôn một mạch sau lưng đám vệ sĩ sáu lèo vẫn ngã đạn theo chiếu chiếu không thu phục được đại ca thay tướng sáu lèo đã ra lệnh cho biệt đội hình cảnh bắt bỏ tù hàng loạt đàn em nhằm cô lập hắn đúng thế đại ca thay đành tìm cách hoãn binh một buổi tối hắn mua nguyên nhà hàng paramount mời đại úy trần kim chi đến dự tiệc khi rượu đã chiến choáng đại ca thay mới ngỏ ý nếu đại úy chịu tha một số anh em của tôi vừa bị bắt chúng tôi sẽ không quên ơn anh viên đội trưởng biệt đội hình cảnh cũng thuộc loại ngang tàng không kém gì đại ca thay từ chối thẳng thừng ăn nhậu là bắt là bắt nếu anh mời tôi đến đây là để mặc cả thì coi như tàn tiệc tôi xin cứu nếu là trước đó 10 hôm, máu côn đồ của đại ca thay sẽ nổi lên ngay, nhưng đang yếu thế nên đại vẫn nhún nhặn. Ồ oh, không không, nếu đại úy không ưng thuận thì thôi, còn hôm nay mời đại úy đến là để an hem vui vẻ, mời đại úy cứ tự nhiên, đêm nay toàn bộ nhà hàng này là chỉ để phục vụ chúng ta, đại úy đừng bận tâm làm gì. Viên đại úy không vui vẻ được lâu, cũng chẳng còn thời gian để bận tâm lâu hơn nơi cõi thế, sau buổi tiệc chỉ nửa tháng, một chiếc xe ben chở gỗ không rõ xuất xứ đã bỏ ngang qua chiếc xe hơi CV2 của Trần Kim Chi khi viên đại úy này đang đi công vụ trên xa lộ. Đại úy Chi và viên lái xe chết tại chỗ. Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất tăm, không nhận dạng được biển số. Giới giang hồ đều cho rằng chính đại ca thay đã sát hại Trần Kim Chi. Cái chết của Trần Kim Chi đã đánh dấu chấm than cuối cùng cho cuộc đời du đãng của đại ca thay. Tháng 8 năm 1966, với tội danh du đãng đặc biệt, đại ca thay lại bị tóm cổ, cùng với một loạt du đãng khác. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, Đại ca Thay bị tống lên máy bay vận tải C-47 đưa ra giam giữ tại đảo Phú Quốc. Gọi là trung tâm hướng nghiệp nhưng chính xác, đây là nơi lưu đày những tên lưu manh ngoại hạng dày thành tích bất hảo nhưng không có chứng cứ để bắt quả tang. Do chính Nguyễn Ngọc Loan, ông này là người nổi tiếng với bức ảnh bắn một tù binh Việt Cộng ngay trên đường phố, đề nghị thành lập nhằm bài trừ du đảng, chấn hương đạo đức, thượng tôn luật pháp. Trại là những dãy nhà dã dạ chiến thấp lẻ tè nằm trong rào kẽm gai bịt bùng đặt cạnh sân bay Phú Quốc ngay tại thị trấn Dương Đồng gọi là hướng nghiệp cho oai kỳ thực đám tù suốt ngày chỉ ngồi ngáp vặt đánh mặt trực mà không hẹn ngày về chứ chẳng có việc gì để làm một hôm đang đánh mặt trực đại ca thay bảo gọi hướng nghiệp nghe chán thấy mẹ tụi mình đặt lại tên cho nó đi cả bọn đồng ý bác sĩ nghiệp một tên du đãng có học đề xuất bốc đại một con mặt trực chúng con gì đặt tên đó đại ca thay quơ được con kiểu sừng vậy là trung tâm hướng nghiệp phú quốc nghiễm nhiên trở thành trại kiểu sừng không giống như dự định của tướng sáu lèo và sảnh sát nguy trại cửu sừng chẳng những không hướng được chút nghiệp nào cho đám đầu trâu mặt ngựa mà ngược lại hoàn toàn toàn bộ đám du đãng bị bắt vào đây như đại cá thay hải súng hoa áo thun lâm chín ngón bảy xì si, hải phòng kin thanh tưa quẩy thầu hào sau này đều là những tên giang hồ cộm cán nhất của sài gòn chợ lớn càng ngày càng hung hãn hơn trại kiểu sừng như một con dấu chất lượng để đánh giá giang hồ tên nào từng ngồi ở trại kiểu sừng sau này đều trở thành đàn anh được quyền ăn trên ngồi chốc trên trốn giang hồ Người vợ cuối cùng, cũng là cuộc tình sâu nặng nhất của đại ca thay là cô Nhân, con gái chủ tiệm đồ gỗ đồng nhân nổi tiếng nằm trên đường Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện với vũ trường Olympic, khi đại và cả đám đàn em bị tống ra đảo Phú Quốc, Nhân ở lại Sài Gòn, biết chắc rằng loại tù không án như chồng mình e khó có ngày về, cô cùng anh trai vung tiền ra tìm cách cứu đại ca thay. Đầu tháng 1 năm 1967, Nhân có mặt trong đoàn thân nhân ra thăm nuôi đám du đáng bị nhốt ở trại Kiểu Sừng gặp đại ca thay cô báo cho chồng biết đã lo xong việc tổ chức cho đại ca thay vượt ngục đám lính gác sẽ làm ngơ cho đại ca thay và một số đàn em trốn ra khỏi trại một xuồng máy chờ sẵn sẽ đưa đám tù ra khơi có tàu hải quân do nhân bố trí sẵn rước về đất liền để mua chuộc đám lính gác nhân đưa cho đại một chiếc áo blue sừng và dặn dò kỹ lưỡng nhìn bề ngoài nó chỉ là một chiếc áo lạnh rẻ tiền sau lưng có một con rồng ấp quanh bản đồ việt nam thêu hai màu nửa miền bắc màu đỏ nửa miền nam màu vàng loại áo này bán nhàn nhản dọc các tiệm đường lê thánh tôn trong chợ dân sinh, chủ yếu để đám lính Mỹ sắp hồi hương mua về làm kỷ niệm. Khi chuyển áo cho đại ca thay, tên lính canh của trại hướng nghiệp Phú Quốc thấy nó nặng hàng ký nên đâm nghi ngờ. Lần theo lưng áo hắn sở thấy giữa hai lần vải có hàng chục miếng kim loại mỏng được khâu đầy trong đó, đoán là vàng. Tên lính canh định lôi ra khám xét, lập tức cái liếc xéo mắt của tên sĩ quan đứng cạnh đã ngăn hắn lại. Tên lính đành trả lại áo cho đại ca thay mang về phòng. Theo lời đồn đại của giới giang hồ thì khi về phòng, Đại ca thay đã xé chiếc áo lấy ra đúng 62 lá vàng loại một lượng khâu trong đó. Với số vàng này, đại đã mua chục đám cai ngục để chúng bố trí cho lính gác làm ngơ khi đại bỏ trốn. Đi theo đại ca thay có khoảng một chục đàn em trong đó có xì kíp, lắm mổ bụng, hùng mỏ chuột, hải súng và lâm chín ngón. Đến phút cuối, đại ca thay theo lời hải súng tham mưu, quyết định để lâm chín ngón, gã đệ tử thân nhất, ở lại. Đại nói với cả đám, thằng lâm lóc chọc, dễ làm bể chuyện lắm, và lại, chuyến đi này lành ít giữ nhiều, nó còn trẻ, tội lắm chi bằng để nó lại, mình thoát rồi lo cho nó về sau an toàn hơn. Trước giờ khới sự, đại ca thay gọi Lâm Chín Ngón đến và bảo, mày phải bỏ xì ke đi, hại lắm, tao trích cho mày một lần cuối cùng, sau đó là phải trừ hẳn, nếu không đừng trách. Đại đã tự tay trích cho Lâm một mũi gấp đôi đô bình thường do chính tay hải súng pha chế, có độn thêm một ít tân dược để tăng nồng độ, phê thuốc, Lâm Chín Ngón quay ra ngủ say như chết. 12 giờ đêm ngày 7 tháng 1 năm 1967, đại ca thay dẫn đàn em đào thoát ra ngoài. Theo sự phân công của đại ca thay, đám tù trốn trại chia làm hai tốt. Tốt thứ nhất gồm 5 tên đi trước để nghi binh. Tốt thứ hai, có đại ca thay và hải súng chạy theo hướng bờ biển. Bất ngờ, khi cả hai tốt vừa vọt ra khỏi vòng rào thì phía trại báo động in ỏi. Tốt thứ nhất, gồm xì kíp, hung mỏ chuột, bị tóm cổ lại ngay. Đại ca thay và hải súng vội đổi kế hoạch, chạy lên phía bắc đảo, lần vào khu núi tượng, nơi có quân giải phóng hoạt động. Đến đây, không ai còn tận mắt gặp lại đại ca thay và hải súng và hàng loạt giai thoại giải thích sự mất tích của hai tên du đãng đầu sò bắt đầu xuất hiện. Theo hồ sơ về cái chết của hai tên du đãng mà chúng tôi có được, biết không chỉ nổi đại ca thay, lại nhiều lần bị tên đảng làm bé mặt, chuẩn tướng sáu lèo Nguyễn Ngọc Loan rất hận, tìm cách loại trừ vĩnh viễn đại ca thay. Khi biết cô nhân, vợ đại đang tìm cách lo lót tổ chức cho đại ca thay vượt ngục, Nguyễn Ngọc Loan đã chỉ đạo cứ để cho đại ca thay thực hiện kế hoạch. Đến giờ chót, theo lệnh Loan, toàn bộ toán lính gác của trại hướng nghiệp bất ngờ bị đổi, toán lính gác mới giáo giết truy kích đám tép diêu còn đại và hải chúng cố ý để cho đào thoát vào núi tượng sau đó loan cho một tiểu đội biệt kích do thiếu úy trần tử thanh chỉ huy được trực thăng trở từ sài gòn ra truy kích đại và hải bắn hạ chúng khi đi toán biệt kích dù phải thay quần áo bà ba đội mũ tai bèo mang dép dâu và sử dụng súng ak 47 giả trang làm quân giải phóng để đổ vấy cho việc giết đại ca thay và hải súng cho phía cách mạng diện xong toán biệt kích dù phải đắp mộ đề bia tử tế để dễ bề nhận diện và gây dư luận Chính thiếu úy Trần Tử Thanh sau này đã từng hoang hoang khoe với nhiều phóng viên của một số tờ báo ở Sài Gòn trước 1975 rằng chính tay y đã nổ súng hạ gục đại ca thầy. Khá nhiều người cũng biết rõ ngọn nguồn sự việc. Song trước khi nguy quyền sụp đổ, không một tờ báo nào dám viết về âm mưu hại địch thủ của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Vì vậy, lời đồn đại, đoán non đoán giả vẫn cứ loang ra mãi, đắp thêm chất huyền thoại vào cuộc đời và cái chết của đại ca thầy, tên du đã ngoại hạng. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của VB nơi cập nhật các tin tức và những câu chuyện mới nhất để truyền tải đến các bạn. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hãy nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé.